Nhớ ông nhầm là 23 giờ 22 phút ngày 17 tháng 8 năm 2017. Là tỏ tình online hả? Dạ. Từ 2017 mà ông nhớ đến giờ đến phút như thế thì cũng mà quá sâu đậm rồi. Tại vì là giây phút định mệnh mà. Ờ. Đó. Nó ra nát hay không? Dạ hay, ý là rất là thích cái cô. Nhưng mà say nắng với cô chú ạ. Say nắng luôn. Là lúc đó là trước một ngày thì vợ con thì bên đạo nói dối với mẹ là mẹ ơi con đi lễ, thực ra là đi đón trai, là đi đón con. Dạ cảm giác đầu tiên là hơi bất ngờ ạ. Tại vì ngoài xấu lắm ạ. Tại vì ngoài xấu lắm ạ. Xấu mà anh xấu với nỗi mà mặt nhiều mụn lắm mà dạ còn đen. Con tên Trang, con sinh năm 2000 ạ. Con đang làm gì? Dạ con kinh doanh online thôi ạ. Năm nay con 24 tuổi rồi ạ. Hiện tại con với chồng con ở quận 9. Mời con đây là Vũ Quốc Hải. Năm nay con 27 tuổi và con là YouTuber ca sĩ ạ. Hiện tại thì con có kênh YouTube là có khoảng tầm 615.000 người đăng ký. Tên gì nào? Dạ tên là Vũ Quốc Hải luôn. Bài hát mà con nhận được sự ủng hộ nhiều nhất đó là bài hát gì? Dạ bài hát được ủng hộ nhiều nhất là bài hát đầu tay phát hành luôn vào năm 2021 là bài Mất Nhau Yên Bình. Thì bài đấy thì được tổng lượt dùng nhạc ở trên TikTok là hơn 100 triệu. Trời ơi. Nhạc. Hơn 100 triệu lượt xem. Còn ở trên Zing thì khoảng tầm được hơn 6 triệu lượt nghe. Dạ, YouTube thì MV chính chủ thì được khoảng tầm 3 triệu lượt nghe ạ. Hay quá. Đâu, con có thể con hát một câu hoặc là một đoạn trong cái bài hát này để mà tặng cho khán giả được không? Dạ vâng ạ. Con hát bài Mất Nhau Yên Bình nhé. Đây là một sáng tác của bạn Huỳnh Văn. Dạ rồi. Nếu có những lúc ta nhớ đến ngày đôi khóe mi chưa cay, chưa xảy ra hôm nay đắng cay, đem hết hành lý vào trong khung hình, mình mất nhau yên bình, ngàn vết dao vô hình in sâu bóng hình nhân tình. Rồi, đúng ạ. Hay quá. Đó, hai bạn này gặp nhau sao mà quen nhau được nè. Hôm đấy là hôm cuối tuần thì con vô tình ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, con có hát giao lưu với các nhóm nhạc ở ngoài đường phố, có cái loa đậu kéo á. Thì hôm đấy là bạn con livestream, vợ con có vô khen là anh hát hay quá, hát tiếp đi. Nhưng mà trước đó thì con cũng đã biết vợ con rồi qua một người bạn khác. Vô tình thì một hôm thì thấy đang đăng một cái status buồn thì con có vô bảo là sao buồn thế. Nhưng đi làm về tự nhiên nhắn tin cho con là anh vừa đi làm về, anh vừa ăn cơm xong trong khi bọn con không có mối quan hệ gì hết, như kiểu thông báo như người yêu vậy. Bắt đầu nói chuyện cũng được vài ba hôm ấy, thấy hợp nhau quá là thôi con tỏ tình luôn. Cũng đấy lúc đó là con hát chưa? Dạ lúc đó là hát rồi ạ. À con nhớ không nhầm là 23 giờ 22 phút ngày 17 tháng 8 năm 2017. Là tỏ tình online hả? Dạ. Từ 2017 mà ông nhớ đến giờ đến phút như thế thì cũng mà quá sâu đậm rồi. Tại vì là giây phút định mệnh mà. Ồ. Đó. Vậy là lần đầu tiên con gặp anh là gặp qua cái livestream hả? Dạ đúng rồi, nhìn qua livestream. Lúc đó anh hát hay không? Dạ hay, ý là rất là thích cái cô. Nhưng mà say nắng ấy cô chú ạ. Say nắng luôn. Thời điểm đó là thực sự là nghèo, rất nghèo. Rất nghèo luôn, có nghĩa là một cái điện thoại smartphone không có nữa. Vì trước đó thì cũng đã đi đường gây tai nạn cho người ta, cũng phải bán xe bán cộ rồi để đền cho người ta rồi. Cho nên là một mình thì đi xuống đi làm lơ xe. Mà lơ xe thì cô chú cũng biết là đi ngay tỉnh này mai tỉnh nọ là cực lâu lắm. Lâu chỉ được khi nào đi về cảng Cát Lái á, thì về đấy thì nhờ điện thoại của bạn để online Facebook. Thì online Facebook thì thấy nick của Trang sáng thì cứ nhắn tin cho Trang thôi. Vì hồi đấy buồn là không biết nhắn tin cho ai cả. Hồi đấy là cũng không có chủ đích là tán bé Trang. Nhưng mà nói chuyện thấy một hồi thì bạn ấy rất là nhiệt tình, biết quan tâm. Có những lâu hôm mà gọi điện nói chuyện với nhau đến nửa đêm chỉ để hát cho vợ nghe thôi. Là điện thoại đó của ai? Điện thoại đây là của bạn của con. Và vợ con này là trước đó cũng có một anh tán vợ con. Vợ con thì lúc đấy đang học 12 cũng không có điện thoại mà dùng luôn. Thì anh ấy bảo là thôi đưa điện thoại để nói chuyện với anh ấy đi. Nhưng mà vợ con thực ra là không thích bạn đấy. Xong cuối cùng là đến tầm 9-10 giờ đêm bảo là thôi em đi ngủ đây, xong để nói chuyện với con. Cuối cùng là hai đứa nói chuyện với nhau, không phải là điện thoại chính chủ. Tao đi mượn điện thoại nói chuyện với nhau thôi. Nói chung là đến bây giờ mà cưới được vợ con là có phải cảm ơn cái chàng trai đấy đã tạo cơ hội cho vợ con nói chuyện với vợ. Rồi, dễ thương quá. Rồi khi nào thì hai đứa mới gặp mặt nhau ở ngoài? Ngày chính xác là ngày 1 tháng 9 năm 2017. Là lúc đó là trước một ngày thì vợ con thì bên đạo nói dối với mẹ là mẹ ơi con đi lễ, thực ra là đi đón trai, là đi đón con. Là lúc đó con đi xe từ Sài Gòn về đến cứ giúp Đắk Nông ấy, đi xe ra đón con. Lần đầu tiên con gặp vợ con ở ngoài đời. Dạ. Con thấy như thế nào? Đấy là bị ốm, con nặn gió, nhìn xinh như Bồ Tát vậy. Tức là con đi lên Đắk Nông là nhà con ở trên đó luôn hả? Hay dạ, sao? Dạ, nhà con với nhà vợ con thì cách nhau khoảng tầm 4 cây thôi. Dạ, phù hợp á. Lúc con nhìn thấy chồng con ở ngoài đời á, con thấy thương ảnh không? Con thương liền không? Dạ, cảm giác đầu tiên là hơi bất ngờ ạ. Tại vì ngoài xấu lắm ạ. Tại vì ngoài xấu lắm ạ. Xấu mà anh xấu đến nỗi mà mặt nhiều mụn lắm mà dạ còn đen, mà có một cái bộ đồ kiểu đúng là nghèo á cô, bạc phát cho luôn cổ áo rồi quần bạc lắm. Nên là nhìn hơi bất ngờ. Dạ nhưng mà vẫn không biết sao nhưng mà vẫn yêu. Bởi vì ngày đấy là kiểu là làm container đi lên xe thì cái nay tỉnh này mai tỉnh nọ, không có chỗ ở cố định,
tức là đến đâu thì có cái chỗ nào mà người ta cho tắm rửa thì giặt cái là phơi vội trên cái xe luôn, tức là những cái đồ bộ đồ mới chỉ phơi được vài bữa là trên xe ô tô phơi nắng phơi mưa nó bạc hết màu thôi. Hay là chỉ có vài được chắc được ba bộ đồ thôi. Trời dễ thương quá. Có khi mà yêu vợ con xong thì con quyết định là con nghỉ là lơ container luôn, lơ xe luôn, con về thì bắt đầu lại con đi tìm quán net, con trong quán net bán, là ở Sài Gòn sao? Không, con quyết định con về cứ Đắk Nông luôn. Con đi làm trong quán net thì lại không có xe, thì lại nhờ vợ chở đi lên đấy để xin việc. Nói chung là một năm đầu thì cũng khổ sở cực lắm. Thế rồi sau khi con tốt nghiệp lớp 12 rồi là tụi con định hướng công việc như thế nào? Con học lớp 12 xong thì anh có nói với con là lên Sài Gòn làm bất động sản. Sau đấy thì có con với anh vô xin bố mẹ con để lên Sài Gòn làm. Nhưng con cũng không nghĩ là bố mẹ con cho đi, nhưng nói chuyện hồi sau anh nói sao bố mẹ cho đi luôn. Con hiểu sao hồi đó là đúng là trên răng dưới cái dép khô ấy, không có cái gì cả. Có ngày hồi đó thì đi làm một năm thì chắc là mua được cái iPhone rồi, iPhone 5, iPhone 6 để dùng thôi, không có xe cộ, mà không hiểu sao vào đấy thao túng tâm lý được bố mẹ vợ. Mà bố mẹ vợ cho đồng ý cho đi luôn. Khi mà làm bất động sản thì khoảng tầm một tháng thì hai đứa đều có giao dịch, và mức lương đầu tiên nhận được khoảng tầm từ 17 đến 20 triệu. Lúc này là con khá là lớn rồi. Thì bắt đầu là con bắt đầu con đi mua xe, mua xe rồi con bắt đầu con là công việc. Thì làm bất động sản thì cứ nghĩ là màu hồng, ai cũng lúc nào cũng trong đầu cũng nghĩ là mình khi nào mình bán được. Vì sao con chỉ có công ty mới thì có những cái lô đất bán mình có thể hoa hồng được 40-50 triệu. Thì mình cứ vay mượn tiền bạc, rồi vay mượn bạn bè để chạy marketing, xong rồi đi dán quảng cáo rồi các thứ. Xong đến cứ thế thời gian khoảng tầm đến đầu 2019 thì kiểu làm không bán, không có duyên đủ bán ấy. Thì đầu 2019 là nợ khoảng tầm 70-80 triệu á. Lúc mình nợ, ông vợ con thương quá, vợ con bảo hay thôi chồng cứ làm bất động sản đi, để vợ đi làm công nhân. Để vợ đi làm công nhân thì tháng chắc được 5-6 triệu thì về đủ tiền ăn tiền uống. Bắt đầu con đi vay mượn anh chị đồng nghiệp cũ, vay được 3 triệu. Xong con đi mua cái loa kiểu kéo 8 triệu con mua trả góp. Xong bắt đầu con cũng đi ra ngoài, lần ngày đầu tiên thì con khởi nghiệp là cũng ngày thứ năm luôn. Con đi ra ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ con đi hát. Xong rồi lúc đấy là không có bán hàng gì hết á. Xong mọi người bảo khán giả bảo là bọn em hát thế này, bọn em buôn bán đi có tiền. Xong ngày hôm sau thì mua mấy cái bịch mà bánh dài bánh gấu này. Thì đêm đầu tiên hát được 1,5 triệu. Mình kiểu mừng quá, sao tự nhiên có tiền đấy. Xong kiểu mừng quá khóc, bắt đầu là không tin mình kiếm được nhiều tiền như vậy một ngày ấy. Xong bắt đầu lại cứ tiếp theo là cứ tiếp tục vậy. Xong thấy người ta đăng YouTube cái gì thì mình cũng hát về đấy, thấy bài hát nào hot thì mình cũng hát. Đó là con khởi nghiệp là từ kẹo kéo. Xong rồi đến khoảng tầm 5-6 tháng sau thì lúc đấy thì con bắt đầu là cũng được nhiều người biết tới rồi, cũng có khán giả biết tới nhiều rồi. Trước đó thì con làm văn phòng thì con chỉ mặc quần tây áo sơ mi thôi, tóc đen, lúc đấy là con ăn mặc kiểu phong cách bụi ấy. Bụi là con còn tẩy có tóc bạch kim đó. Xong ôm con khóc bảo là anh thay đổi như này em nhìn không quen, hãy là Hải của ngày xưa đi. Nói vậy là thích con như thế, còn không thích con đi hát hò, không thích con đi làm nghệ thuật đâu. Là vợ con thì tính cách là chỉ thích yên bình thôi, bình làm đủ sống thôi. Còn con thì là một cái người hoàn toàn khác, trái ngược vợ con. Con là con ý chí cầu tiến, con có nhiệt huyết và con có đam mê và con có khát vọng nhiều. Ban ngày thì bán hàng buôn bán, ban đêm thì lại đi theo con, đi đẩy loa, đi quay những cái con. Ban đầu bảo bán bánh thì không ngại, không bán. Thì con thấy bài nào, ví dụ bài hồi đó có những bài nào đang hot trending, đang hay thì con sẽ cover lại, con đăng lên YouTube thì nhờ vợ con quay dùm. Xong rồi quay dùm xong lại vợ lại đẩy phụ chồng đẩy loa đi, xong lại từ nắp vào tủ thêm, xong lại qua bên Bùi Viện lại cứ leo đeo theo chồng vậy. Xong có nhiều bạn với nhiều cô với nhiều anh rồi, sao mày sinh gái thế này mà lúc nào mày cũng đi leo đéo mày theo thằng Hải vậy, không có tương lai. Xong rồi sao mày không bỏ nó đi yêu thằng khác đó. Nhưng mà vợ con thì cũng tính cách trung tính, vẫn thương vợ thôi. Yêu nhau thì năm nào cũng hôn hết, 2019 một lần, 2020, 2021, 2022 lần. Nhưng mà đến 2022 mới cầu mới cưới chính thức. Mới chịu cưới đấy. Nghĩa là cầu hôn đúng là bốn cái nhẫn nào hay sao? Dạ chắc cũng phải tầm 3-4 cái nhẫn. Cái này là mỗi thu ở kênh YouTube từ 100.000 người đăng ký lên 300-400.000 người đăng ký. Sau một vài tháng thì lúc đấy là con cảm thấy là kinh tế ổn định rồi, cũng kiếm được cũng tháng cũng kiếm được cũng khá nhiều rồi, cũng có được 100-200. Thì là bảo thôi bây giờ anh quyết định là xong, con dẫn mẹ con vào là 2020 đấy. Vào trong nhà nói chuyện người lớn, lại làm một clip cầu hôn từ lần nữa. Cầu hôn nữa. Tháng 8 hay không, tháng 9 hay 2020 đấy. Xong rồi bắt đầu là thôi bảo là thôi bây giờ thì xác định khoảng tầm tháng 11 cưới, thì thôi vợ chồng mình bây giờ thì thả đi cho có bầu đi để cưới. Thì cũng thả tay ga đấy, thì đến khoảng tầm tháng 9 tháng 10 là có bầu. Cái cô bầu thì xác định xong rồi hai gia đình nói chuyện rồi các bên là cưới luôn, phải cưới thôi. Lúc đấy lại xảy ra biến cố lớn nữa. Biến cố gì nữa? Vợ con có bầu thì bắt đầu thay tính đổi nét, cáu kỉnh rồi khó tính, thì vợ con lại không thích một cái bạn này. Nhưng mà bạn này thì lại đi từ Sài Gòn về để quay clip với con. Thì vì bạn này là kiểu là tính bạn đấy hay trêu ghẹo hay kiểu thả thính, nên là vợ con tính không thích cái bạn nữ đấy. Gái gì bạn nữ đấy ạ. Kể đi con. Hồi đấy con với chồng con thì lại hay cãi nhau, kiểu là tự nhiên ông ấy thay đổi chóng mặt đấy, suốt ngày đi với bạn này bạn kia. Lúc đấy là con nổi lên đó, là chồng con bán hàng được 1-2 tháng là mua được một cái xe BMW rồi. Thì là chồng con suốt ngày con lại say xe không đi được xe ô tô. Thế là bình thường ngày nào cũng chở gái đi thôi cô ạ. Nên là công việc là đi tán gái đấy. Dạ.
Thế là lúc sau bạn đấy quen bạn nữ này thì lại con cũng biết bạn nữ này rồi, thì là trước đấy cũng có quen nhưng mà con chưa gặp. Nhưng mà bạn nữ này thế này con với chồng con giận nhau, thì bạn nữ này bảo con là ý là chắc là gạ anh có bầu để ý là kiểu như là bám víu anh này kia. Thực sự lúc đấy con không cần. Thế là con vợ chồng cãi nhau, bạn nữ ấy còn rủ chồng con lên ở với bạn nữ ấy nữa. Thế là con tức lắm, xong con bảo không cưới nữa. Không cưới dạ. Mà trước ngày cưới đó. Dạ đúng đó. Rồi. Là trước ngày cưới khoảng tầm được 20 ngày á. Là lúc đấy hai gia đình đã in thiệp hết rồi. Xong rồi lúc đấy về thì con vào nhà vợ con thì vợ con kiểu là bất đồng quan điểm ấy. Xong rồi vợ con nói chuyện thì con không chịu nghe. Con vào con đóng rầm cửa vào. Vẫn là không muốn cãi nhau nữa. Vợ con bảo là anh có ra đây không? Không ra. Xong rồi sau con quay đi quay lại thấy xoảng cái kính, cái bể kính luôn. Bể kính trong phòng ấy. Thì con ban đầu con cứ nghĩ là vợ con bực quá, cầm cái ly ném vào xong đến khi ra ngoài thì thấy tay đầy máu không. Ôi giời ơi, đi điên bực đến nỗi là đấm vào kính. Đấm vào kính luôn. Ố rồi ôi. Đấm vào kính luôn. Xong rồi bắt đầu là về thì mẹ vợ con hoảng quá thì con gọi mẹ vợ con ở dưới vườn đi làm cà phê ấy. Gọi lên thì để băng bó nói chuyện, xong rồi chửi con ghê lắm. Xong con không nói chuyện nữa. Xong con về nhà thì bố mẹ cũng biết tin. Thì xong rồi bắt đầu hai gia đình là quyết định là hủy hôn. Là thôi tạm thời không cưới nữa. Tại vì nó bất đồng quan điểm nhiều quá. Với lại ở đây cũng dịch là chỉ từ tổ chức mấy mâm thôi. Tổ chức mấy mâm, cái là xong rồi mẹ bảo thôi mày ra Hà Nội thời gian để phát triển công việc đi. Vì lúc bắt đầu là con được nhiều người biết tới thì con cũng được tiếp xúc và làm việc rất là nhiều các KOL nổi tiếng. Xong ra đấy con làm việc thì nói chung là đi thì vẫn nhớ vợ lắm. Nhưng mà lúc đó con đang bầu bì mà đúng không? Dạ. Rồi sao? Thế là coi như là gần cưới phát không cưới đẹp luôn. Không cưới dạ, luôn. Thế rồi em bé thì sao? Con bảo con tự nuôi luôn, không cần chồng. Là không đám cưới mà con đẻ luôn. Dạ chưa. Dạ chưa. Dạ chưa. Đến lúc đấy là con ra ngoài Hà Nội khoảng tầm được 20 ngày thì con nhớ vợ quá. Mà hai bên gia đình cả mẹ vợ với mẹ chồng là quyết định là không cho cưới nữa. Con nhớ vợ quá thì con lén con búc vé máy bay đón vợ ra chăm sóc cho vợ. Xong rồi cứ êm đềm đến 2021 để em bé. Xong rồi đến 2022 thì lại cầu hôn lần nữa. Bắt đầu mới cưới. Mà bây giờ là cuối cùng là cưới chưa? Dạ cưới rồi. Cưới rồi. Mới cưới năm ngoái. Dạ cưới tháng 10 2022. Có nghĩa là ông cũng lén bố mẹ, ông hốt bà ra để ông tự tay ông chăm sóc vợ ông. Ý là như vậy. Dạ. Thôi sẵn về con nói luôn tính xấu của chồng con. Thì chồng đó. có cái tính gì xấu nói con nghe coi. Đó. Nhiều tính xấu lắm. Thế vợ chồng con là cũng ở dơ. Ở dơ dạ. Với lại đàn ông đứa nào ở dơ con ạ. Dạ. Vậy đặc biệt gái vú là không phải là gạ đâu mà cứ kiểu trêu ghẹo gặp ai cũng trêu được. Ổng trêu hả? Dạ đúng rồi, ý là trêu theo kiểu là cái tính cách nghề nghiệp đấy, nên là lúc nào cũng cứ gặp ai cũng trêu hết, xong rồi thả thính bằng mồm. Dạ, đấy. Dạ đúng rồi, thả thính bằng mồm. Thế là mình ngày xưa thì con có ghen, chứ bây giờ thì con kiểu như là quen rồi nên là không thấy có cảm giác nữa. Còn với một điều là nóng tính á. Nóng tính lên thì làm dạ. Cái gì? Chửi, chơi game thua cũng chửi con, cũng quay ra chửi con được. Tại em ngồi đây em động vào tay anh hay là. Nhưng mà có ghen không? Con ghen 1, chắc ông phải ghen 10. Hả? Sao ghen sao con? Ghen mới? Con làm ông gì là mà ca sĩ mà. Vâng, mặc dù đi qua với gái nhưng mà con không có một người bạn nào con trai hết. Thế ghen là ghen kiểu gì? Thế ghen với gì? Cỏ cây hoa lá à? Ghen với cỏ cây hoa lá. Là bạn nào rủ đấy con chơi game là một bạn nam thôi. Cũng chặn luôn Facebook bạn ấy luôn. Được chơi luôn. Không có quen, nó cho nói chuyện luôn. Ủa tại sao vậy? Còn nhắn tin cả dàn mặt nữa. Bởi vì là tính cách con đa nghi. Con lại hay làm những cái nội dung mà chuyên về những cái tình huống thả thính gái tán gái, cho nên là mình phải hiểu tính cách đàn ông. Tức là khi mà lại nhắn tin cho vợ mình, chúng nó phải có mục đích. Nên là không có đứa nào mà nó bình thường mà nhắn tin cho vợ mình cả. Nói chung là không có lửa thì sao có khói. Dạ đúng rồi. Bây giờ con muốn chồng con ông Tào Tháo này ông thay đổi cái gì? Chắc bớt nóng tính nữa thôi, còn mấy cái tật kia vẫn chịu được. Vẫn chịu được. Rồi bây giờ tới con đó. Vợ có những cái tật xấu gì? Tật xấu vợ con thì nói chung là kể đến mai cũng hết được. Mà thôi để con tìm xem cái tật xấu là điển hình nào mà nó điển hình lại thôi, chắc bóp lại thôi. Ngủ đêm là hay nói mớ này. Ví dụ mà trong giấc mơ, ví dụ nói câu chuyện là anh ơi, đá bóng đi. Con cũng kế theo con nói chuyện dùng, bắt đầu dắt từ giấc mơ đánh ngoài. Sau đấy khi tỉnh dậy là qua ra đánh chồng. Và sao anh không để cho em mơ? Tại sao anh cứ dắt em vậy? Với lại nửa đêm cứ nói mớ, con đang ngủ nói mớ như ma đấy. Cũng nóng tính. Không thấy nó đập tay vô cái kiến là biết rồi đó. Kinh rồi, kinh rồi, kinh rồi. Có hay cãi với chồng không? Có cãi ngang với chồng. Bị cãi đến khi biết chồng đúng rồi, bắt đầu lơ bắt đầu là không biết gì hết. Dạ đi. Dạ đi. Tẽn tò đấy. Dạ vâng. Có nghĩa là khi mà đang lái xe với nhau mà cãi mà chồng nói đúng rồi không nghe, xong đến khi đang dừng, đang đi trên quốc lộ luôn, bực quá nói không nghe, hai vợ chồng cấp xe vào bật cái cam hành trình lên check ra là cái lỗi này do vợ, thì bắt đầu là mới im. Là bắt đầu tẽn tò. Dạ. Cho nên là nói chung là một ngày thì cãi nhau đến 10 lần nhưng mà không bao giờ giận nhau được quá 2 tiếng. Thế con mong vợ con thay đổi điều gì? Nói chung là con mong vợ con bớt nóng tính hơn, yêu thương chồng con hơn. Thì con chỉ mong vậy thôi, còn lại thì con cảm thấy là vợ con là người tuyệt vời nhất rồi. Hai đứa đều mong nhau đừng có nóng tính, em coi con. Dạ. Vì cả hai ông bà cùng nóng thì còn gì nữa đúng không? Dạ. Nói chung là hai vợ chồng khắc khẩu. Dạ, trước đây con hiền lắm, không bao giờ nói cãi lại một câu luôn. Nhưng mà tại do anh nóng tính con nên là con bị nhiễm vậy ạ. Nói chung là tính cách của vợ con bây giờ là cũng một phần do tính cách của con nữa. Ảnh hưởng. Là trước vợ con hiền thật thà lắm. Vậy thì bây giờ theo chú, cái người cần phải thay đổi làm gương đó, dạ.
là Hải. Dạ. Con đã cố gắng, con vượt khó để mà có được một sự thành công ngày hôm nay. Đó là một điều đáng quý mà chúng ta cần phải trân trọng. Nghe con. Và các con đã vượt qua biết bao nhiêu những cái biến cố để mà có được cái niềm hạnh phúc ngày hôm nay thì phải càng phải giữ. Dạ. Càng phải giữ. Dạ. Rồi, cảm ơn hai con nghe. Con cảm ơn cô chú ạ. Chị Hồng Vân, chào chú Quốc Hận. Trời ơi. Cái gì vậy em? Lâu lắm rồi không té ghế đó. Sao vậy? Tức hết tức, tức sao tức, em tức cái gì không... em ganh ghét cái gì trong chuyện này? Tại sao vậy hả? Em ganh ghét cái gì? Tại sao chị có mua chuộc gì không mà sao mới vô cái cô dâu chơi em vậy? Chị mới gặp người ta mà đúng không? Dạ. Bây giờ sự thật sao thì là mình nói vậy đúng thôi không? Thôi đất ơi, chào đất ơi. Em chào lại đi, em chào lại cái nè. Chào chị Vân, chào chú ông. Chú Quốc Thuận. Rồi xong đó cũng vậy, đó là người Tây người ta rất là có sao nói vậy người ơi, em có cái gì đâu. Này nó phải Tây chắc quánh rồi. Sao lại vậy? Trời. Ủa tại sao vậy? Người ta nói á là người ta sẽ có. Bây giờ cái răng cái tóc là gốc con người đúng không cưng? Cái gốc em ở đâu? Cái gốc nhổ em không có rồi. Cái gốc. Nhổ cái gốc rồi. Thì chỉ bứng cái gốc rồi. Chỉ có những người lớn tuổi á, người ta mới rụng sạch không còn một cọng tóc nào thôi đúng không? Có cái gì đâu mà phải. Ôi trời ơi, nhưng mà mình bị sốc đó nha. Nhưng mà không sao cả. Anh nói cho em biết chương trình này là chỉ có anh và chị thôi. Nha, được chú vậy đi chứ mà okay, ngoài okay. Lớn em rất nhiều. Chào chị, chào lần nữa. Chào chị, chào cô Hồng Vân. Chào cô Vân, chào chú. Không, chị luôn. Chị, bây giờ chị. Để cho chú Quốc Thuận đỡ buồn okay. Thì mình gọi chú Quốc Thuận anh luôn. Chào chị Vân, chào anh. Quốc Tuấn. Anh yes. Bắt đầu có thiện cảm với em rồi đó trai. Đó, rồi. Ok. Ok, mời em giới thiệu về mình. Mình con là em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên Việt Nam. Dũng bao tuổi, làm việc gì? Tên tiếng Anh là Josh. Josh. Yeah, Josh. Yeah. Yeah. Tên tiếng Anh là Josh. Em đến từ đâu? Từ American hay là England? Em là người Úc. Úc. Australia. Úc. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi. Em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về. Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Xây dựng. Yeah, kỹ sư xây dựng. Yeah. Dạ, giờ tới em. Dạ, con tên. Con nữa hả? Em đi. Giận lắm rồi em. Em tên Như, năm nay 25 tuổi, em làm nghề spa. Spa. Dạ, làm đẹp. Như ơi, anh muốn hỏi nè. Cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? Làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Là do sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu. Cho nên dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp. Còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Còn bây giờ thì con thấy thời đại 4.0 cho nên nó hơi ổ bệnh xíu. Cho nên thì mọi người cũng ok với cái làn da này. Có nhiều người thì thấy là thích, thấy lạ, khen đẹp. Còn có nhiều người ai nói như xấu vậy? Ai vậy? Anh đang sang tay áo nè. Ai nói anh xấu vậy? Wow. Vợ của em á, quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very đẹp. Beautiful đẹp right? Quá. Quá đẹp. Ai mà dám nói là em xấu hả? Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like skin? Yeah. Yeah, đẹp. Yeah, đẹp, 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 yeah, đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á là Như đẹp chưa như. Có cái làn da nâu nhiều như vậy. Nâu nhiều. No, before when you met me, do you have like the I have like this skin or like why? When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ rồi. Là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Rồi thôi bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu và em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? Lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Mẹ con tuổi Ngọ hả? Ủa mẹ con tuổi Tức á cô. Tức là thua tuổi cô. Vậy là cô lớn hơn hả? Đúng không ta? Sinh năm bao nhiêu? 6 mấy? 69 á cô. Thua cô. Sao như vậy là không phải 69 đâu mà là tới 70 lận. Mẹ con là 70, tuổi Tức. Dạ. Rồi. Là bằng em trai cô. Ok, cứ xưng bằng con cũng được. Dạ. Rồi.
là gặp nhau, gặp cái anh này là bữa đó là con ngay trăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Thì anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết. Chỉ là đứng gần bàn thôi, thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có để anh nhìn thôi. Nhưng mà cũng nhìn anh là thấy ảnh hiền quá. Thường mấy cái anh mà người Tây á, người ta rất là phóng thoáng. Người ta thích mình là người ta tự chủ động người ta tới à. Rồi sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á, thì anh quen với cái anh bạn của anh này. Cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Thì ở trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi. Cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Cái sau ngày thứ bảy là anh đi về nước. Rồi ngày thứ bảy là buổi trưa con đi đi uống cà phê. Ảnh ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn, ngay chỗ Starbucks. Đi xuống luôn, ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Thì vô tình con vừa xuống taxi gặp ảnh, vừa bước xuống là hai người gặp nhau mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài bên ngoài thì bình thường không có được, không có được đẹp. Cứ nhìn nhìn hoài cứ nhớ anh này mà mình gặp trong cái thời gian là không có được kiểu sai á cô, không có được tỉnh táo một xíu. Cho nên đứng nhớ hoài, hồi mới nhớ chợt ra là à gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện, thì anh nói là anh chuẩn bị anh về nước. Thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Thì mới nói chuyện rồi xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Rồi về bển mới bắt đầu tiếp chuyện, đi nói chuyện. Dạ dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her, you fall in love with her. What about me, like what makes you like think like when I first met her, em thấy em nhìn chăn chó. Nhưng mà nhưng mà trời ơi đẹp quá, tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá chảnh chó rồi đó. So I'm curious about her and I want to get to know her more. But I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Ôi đợi xíu. Ok. Đâu quay nón nhiều rồi, quá keo nằm dính. Ok. Quay nón nhiều quá. Rồi. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Dạ. Thì ở ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng là 3 hai tháng người. Trong 3 tháng là hai người là chắc chắn là phải là nhắn tin. Nhắn tin từ khi ảnh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày, nhưng mà không phải là hai người không có nói là phải yêu nhau hay gì hết, với cái mức là bạn bè. Tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng một tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia cái nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn đi sâu hơn nữa. Rồi để hỏi, khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? I was scared of the love. You miss her when you lay far away from me. Do you miss me? Yeah, yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction, and it started to scare me at first, em sợ a little bit, yeah. But then I didn't fight my feelings, and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam. Then decided to sống in Vietnam. Về quyết định luôn đó là. Yeah. Sau đó là về sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ không có, giống như là lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu nhưng mà sợ phải tại vì công việc ở bển. Nhưng mà lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa. Tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa thấy không có kết quả, sợ phí thời gian, cho nên không muốn yêu xa. Thì sợ hai người mới dạ. Nó sợ mất con, Dũng sợ mất con. Dạ. Chuyển về đây nó làm. Dạ, rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Anh không có nói, anh không hứa với con điều gì hết, nhưng mà lúc đó là chỉ hai người không có nói là yêu nhau hay là hứa hẹn gì hết, chỉ là tâm sự thôi là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Đó thì ảnh nói là ảnh gặp con là ảnh có cái cảm giác giống như là có cảm giác gì khác với mấy cô kia mà ảnh từng quen. Cho nên hả ảnh quyết định ảnh về đây. Rồi sau đó thì là sau 3 tháng là ảnh về đây. Sau 3 tháng xa nhau là ảnh về đây. Dạ. Rồi bao lâu thì ảnh mới bắt đầu
coi như là tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? À, sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau, là một tuần đó gặp nhau là để bắt đầu tìm hiểu thôi. Rồi xong anh về đây được một tuần, ảnh về bển lại, anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa, anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Thì con mới nói là thì mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần. Ngưng nói chuyện khoảng một tuần rồi xong rồi ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đâu đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu mà làm bạn. là làm bạn mà. Cái xong mới không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Ảnh mới nói thiệt là ổng đừng có suy nghĩ mà con cái mối tình kia không tốt. Thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu. Đó thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là tỏ. Nhưng mà ổng không hứa với con điều gì, ổng sẽ làm. Cho nên 2 tháng sau anh qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu anh quyết định về đây luôn, mà anh về đây mà con không biết luôn. Vậy hả? Anh về đây con cũng tưởng đó là qua thăm con, nhưng mà anh đem quá trời đồ luôn. Cái con mới hỏi ủa chuyến này qua bao lâu? Anh mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng sợ, tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? À, chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Có nghĩa là chuyện xảy ra là cách đây bao lâu? À, cách đây khoảng năm rồi là trước khi ảnh qua là tháng 8. Tháng 8 ảnh qua anh ở xong tới tháng 12. Tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Ảnh xin cái giấy độc thân mà ảnh cũng hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân. Cái ảnh qua bên đây, cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Anh nói làm gì mất thời gian rồi này kia, mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì mới hai người mới về sống chung mà. Cho nên chưa có tin tưởng gì nhiều mà con sợ kết hôn nữa. Cho nên hả, ở từ từ mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo, mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con, thì con thích đàn ông chững chạc khoảng chừng 35 tuổi. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Cho nên con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Lúc ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sau ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình vừa đi thuê nhà đồ cho ảnh, cái vừa con đi vừa đi về. Xong rồi về nhà mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Tại vì qua đây vì mình không có bạn, không có ai ở đây hết. Cái cứ dạ đúng rồi, cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót. Nhìn thấy cái hình ảnh này rất là dễ thương. Đó, vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chằm chằm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói không? What's that? You know you speak too much. Yeah, like when I'm talking and then you just look at me. Yeah. Do you understand what I say? Some bits chipsu. Still learning Vietnamese. Hopping Viet. Tám tháng rồi. Năm tháng rồi. Tám tháng. Tám tháng. Dũng Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Vi không? Như không, khi mà Dũng bỏ gọi là công việc like ở bên kia. Happy or say when you moved over here to live with me? How is your life? At the start I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day, we were talking, and I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Là ông nói lúc ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh đó, bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết. Rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống bây giờ. Rồi, em gỡ ra luôn cái băng keo không bao giờ dính được, mà đâu cần phải dán băng đâu.
gỡ cái băng keo ra để định không phải không rau quay nón nhiều quá. Rau quay nón không bao giờ băng keo nó dính á, em bỏ con bỏ luôn đi, con đâu cần phải dán đâu con. Dán ở dưới á? Không được, không được, nó bung lên á. Không có bung. Tụi nó hờ vậy thôi chứ nó không có bung. Keo dán sắt nha. Hello. Được mà, được không? Ok. Ok. Rồi. Tiếp tục nha. Khi mà trước khi mà em đồng ý dọn về sống chung với ảnh á, ảnh thể hiện như thế nào? Ảnh nói như thế nào mà em đồng ý em về em sống chung không? Anh không có nói gì hết á, giống như là thấy ảnh một mình tội nghiệp rồi cứ qua chơi rồi ở gần nhau rồi qua chăm sóc rồi á. Dạ rồi. Tại vì ảnh về đây vì con, ví dụ như ảnh về đây là ảnh công việc rồi mình gặp ảnh ở đây thì khác. Còn ảnh gặp mình ở đây từ ở bản ảnh chuyển về đây ở với mình mà hai người cũng có cái cảm giác gì đó giống như là có thể gắn đi bó rồi. Dạ đúng rồi, mới gặp nhau mà ở cái chừng được một tháng mà cảm giác giống như là quen nhau đã 1-2 năm vậy. Tôi coi như là cũng nợ nần đó, kiếp dạ. trước rồi gia đình con làm hụi đó rồi ông cũng có chơi hụi kiếp trước đó. Ở nhà con chắc cũng thiếu mấy đầu dây hụi của ông ấy Như. Dạ. Rồi anh hỏi Dũng nha, thấy cái nụ hôn đầu tiên mà Dũng tặng cho cô ấy đó là dịp nào? When first kiss. When I first moved over. Yeah. Là khi lần đầu chuẩn bị qua đây á, yeah. chuẩn bị yêu nhau when qua we đây. Seen each other at the airport. Yeah. Ngoài sân bay lần đầu tiên. Em có bất ngờ không Như? Dạ không, thấy cái đó là bình thường đối với người nước ngoài. Tại con á thì hồi đó giờ con có bạn trai toàn người nước ngoài không mà. Cho nên cái mấy cái chuyện đó nó bình thường. Phong tục đó, nó phong tục nó bình thường. Như vậy là mà có nghĩa là mình ở sống chung với nhau bao lâu thì mình đi đăng ký kết hôn? Có đăng ký kết hôn chưa? Có, con đem lại giấy tờ trong năm nay mà chưa có xong hết. Tại vì dịch á, là trước đó ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây mà ảnh kêu con là đăng ký, nhưng mà lúc đó con chưa có tin tưởng anh này 100% nữa. Cho nên con cũng dần dừ thì sau 6 tháng đó thì cái giấy đó nó không còn hiệu lực nữa con. Rồi xong rồi lúc đó con thì con mới chịu là ok đăng ký giấy kết hôn thì nó không còn hiệu lực nữa. Rồi bây giờ đang đợi ở bển gửi giấy qua rồi đặng làm. Dạ. Nghĩ là chắc cũng gần xong. Nhưng mà mấy người bạn trai trước đó, mấy người bạn trai trước của Như á thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Nhưng mà không có con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về rồi. Ai cũng vậy, tại vì gia đình cũng thoáng, mình xác định cái mối quan hệ nào á thì mình phải cho gia đình biết. Con Dũng. Dạ cũng vậy luôn chú. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Sợ quá. Yeah, just because I've never met I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. And là hồi đó giờ ảnh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á, cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Dạ với lại gia đình con cũng dễ cho nên ảnh ok, anh không có sợ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Nhưng mà tiếng Việt á là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, tại vì sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu để ra mắt gia đình á là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh năn nỉ hoài mà con không cho. Rồi xong ảnh mới nói nếu như mình suy nghĩ kết hôn mà nói với nhau phải biết tiếng Việt để cho nói chuyện với ba mẹ. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? cô giáo lại nhà dạy. Sao học tiếng nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, đó là định hỏi đó. Có biết bài hát tiếng Việt nào không? Tiếng Việt. You can you sing Vietnamese hát được không? Yeah, được. Hát đi. Bài nào? Bài gì? Bài How What You Need to Sing. Oh, I need the song. Phải có nhạc mới hát được. Ví dụ bài nào? Bài Tình Yêu, Tình Yêu, Tình Yêu. Tình Yêu. Từng yêu, từng yêu. Từng yêu là từng của yêu. Ai quên à? Phan, Phan, Như Phan, Phan, Phan Đăng gì đó. Hương Ly. Phan Như Anh à? Ồ. Dạ là hát được. Hát được vài câu, hát cho anh nghe. You just sing like a short one. Okay. Không có nhạc, không nhớ, không nhớ đúng không? Có nhạc là nhát hát. Nhưng mà nghe nè, ổng đành tiếng Việt đến nỗi mà có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không?
Cũng có, nhưng mà ảnh gành tiếng Việt, nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ câu really? Coi như câu gì? Giống như hôm bữa chảnh chó, chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó. Chảnh chó, em cù bắp. Ồ, cù bắp em. Em cù bắp. Hả? Rồi xong rồi, xong rồi hả? Cái gì em ngu ngốc, kiểu vậy, không biết mấy cái từ. Nói đi, Dũng nói thử đi. Dũng cho anh vợ thử vài câu coi Dũng. You just say... bad word, yeah. Yes, like something. But not really bad. Not really bad. Oh well. What? Cái gì không nhớ hả? No, ok. I know too bad. Rồi. Vậy thì là các em là cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Yeah. Rồi. Yeah. Rồi bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Phần ổng có lòi ra tật xấu gì không? Con không biết cái này là phải tật xấu hay là không. Nó xấu mà là nó tốt. Là hay bực bội ổng ở nhà cô là quá điệu. Quá điệu hả? Là cái tật đó là hay bị mình bực bội. Con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu. Mà gặp anh này, anh chờ anh còn hơn mình nữa. Cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu. Mà lúc nào cũng tóc là phải mướt, bóng, bẫy. Cái kiểu đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống bê đê đó cô. Hiểu không? Dạ. Hiểu. Giống như đang đói quá trời đói, order đồ ăn. Cái ráp người ta đợi dưới cái đi xuống lấy. Thì thay vì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi, đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách, xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau mấy chuyện đó lúc ban đầu. Vậy đó hả? Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Rồi công việc nhà thì ai làm? Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm hai người câu kiểu con cũng hơi khó chịu. Con làm phải vừa ý. Ông này em cũng khó chịu nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu, kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. So like you disagree cool, you like to clean or anything but you never do. I do I clean the house or something. Xạo. Xạo. Yeah, xạo. Xạo mà. Rồi, còn đợt xấu gì nữa không nè? Đợt xấu gì ta? Nghĩa là cưng vợ quá mức, có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Chiều là con nói thiệt là không có anh nào mà con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh đó. Mình ở cảm thấy thoải mái lắm, muốn đi chơi với bạn hay là muốn đi đâu, muốn làm gì làm, anh không nói tới. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian ảnh mới về Việt Nam á, thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Rồi cũng có mấy chị kia nhắn tin. Nhưng mà ảnh hay kết bạn đồ với ảnh. Còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường. Mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó. Cho nên hả, anh kết bạn con thì con lại không thích. Giống như là ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ anh không hiểu, nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cho nên cũng có cãi nhau vấn đề đó. Chút đỉnh thôi phải không? Dạ dạ. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi con. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt được không? Nói nhiều, nhiều hả? Em tức giận, quick, she get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very mà quick, nhanh, nhanh. Mỗi But lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Thấy. Just Wait, say anything. Cause she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, calm down, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick. And I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Thì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó. Còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận. Còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên. Xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Nóng tính nè. Rồi còn cái gì nữa? And what's something? Always mua 1 hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? Mua 1 hour. Là gì? 1 hour. Mua quần áo mua nhiều quá. Nhiều lắm. Quần áo. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Dũng ơi, mỗi lần mà cô ấy giận, giận, thường Dũng làm cái gì để cổ hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? I need to leave her alone. I need to leave the house sometimes or just try to be nice or yeah. I
I try to talk you down. Giống như là ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống anh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á thì là anh phải đi ra chỗ khác. Anh không có ở đó, anh càng nói là nó càng cái câu chuyện nó đi xa hơn. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận hả? Có, là giống như là lúc đầu anh hay chọc ghẹo là anh hay làm trò làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười và làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cho nên hả, con thấy không có vui. Là cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me happy, like smiling when I'm angry, your face do it. What? Your face. Just smile at you. No, what like you do, you like you. You do something like that. No. Đâu đâu sao sao? I'm sorry. Like, what do I do? I don't even know my face. Rồi. Còn tật xấu gì nữa không? What's but, bad thing? That's a bad thing that you get angry, but your mood can change so quick. What is it? Sang. Thay đổi nhanh. Sang. Sang nóng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi cùi đó là dạ. Học rất là nhanh. Dạ. Sáng nắng chiều mưa. Rồi bây giờ Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Yeah, just try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. And then I'll try not to annoy you as well, and then okay. We'll be good. Là giống như là con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận á, phải suy nghĩ cái đó rồi hả tức giận. Hãy nổi điên đó. Dạ, còn ổng thì ổng sẽ cố gắng thay đổi để không có làm là phiền con hay nữa. Dạ dạ. Nhưng mà còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Thì con chắc muốn ổng thay đổi kiểu không có làm phiền con, bớt cà gỡn lại con. Tức là phải chững chạc lên, gọi là sao, đàn ông gentleman lên hả? Là không có baby nữa hả? Dạ, với lại không có play game hết. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to change like not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bad too much like. Bad. Not bad. Rồi trời ơi. Là cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha. Dễ thương quá, hai người quá dễ thương. Cuộc sống của con giờ quá hạnh phúc rồi. Chỉ có chút là như thế này và hơn như thế nữa thôi. Nghe. Rồi, xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you very much. Ôi. Con chờ xíu nha, xong rồi mình bốc thăm chúng Dũng nãy sao làm vụ BD. Con Như nãy kêu Dũng làm vụ BD. You do BD like this one more time. Oh. Yeah.